Các bạn đã theo dõi trên màn hình là mẫu xe Honda Grandpa được sơn độ 3D rất đẹp và đã có chủ nhân của nó lựa chọn rồi các bạn nha. Và trong quãng thời gian vừa qua, khách hàng quan tâm tới những phiên bản sơn độ 3D trên mẫu xe Honda Grandpa rất nhiều, với rất nhiều những màu sắc trẻ trung, đẹp, phong cách. Và thông qua video ngày hôm nay, mình sẽ gửi tới các bạn cái bảng giá cụ thể cũng như những cái màu sắc đẹp nhất, sơn độ 3D đẹp nhất trên mẫu xe. Sau đây, mời các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Xin chào tất cả các bạn nha, các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Honda Grandpa, một phiên bản sơn độ 3D màu cam đen rất đẹp các bạn nha. Đi cùng với đó, phiên bản sơn độ 3D này được đại lý lên cho nó một cặp mâm đúc luôn, nhìn cực kỳ cứng cáp, thể thao và mạnh mẽ luôn. Và thông qua video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cận cảnh trực tiếp mẫu xe này tại trung tâm xe máy xe điện Lai Châu với địa chỉ 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu để các bạn có thể nhìn ngắm. Ngoài màu sắc sơn độ này ra còn có vô vàn các màu sắc khác, đâu đó vào khoảng tầm hơn chục các màu sắc, từ những cái màu xanh lá cây, xanh dương, đỏ đô, vân vân, rất nhiều các bạn nha, để các bạn có thể thoải mái lựa chọn trong lúc này. Đặc biệt vẫn còn cái chương trình chào mừng đại lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình đang được giảm giá đi khá nhiều trong thời điểm này. Một chút nữa thì mình sẽ gửi tới các bạn cái bảng giá cụ thể đến từ trung tâm xe máy xe điện Lai Châu. Về cơ bản thì tổng thể thiết kế của nó không khác biệt gì, ngoại trừ thay đổi cho nó là nước sơn của xe mà thôi. Sơn này là sơn phiên bản màu sơn bóng, màu cam đen với những cái họa tiết tem xe nhìn cực kỳ thể thao các bạn nha. Toàn bộ dàn sơn này được đưa vào trong thành phố Hồ Chí Minh ấy để sơn lên các bạn nha. Miền Bắc thì rất ít cơ sở có thể sơn được chất lượng như thế này, các bạn có thể lưu tâm lưu ý cho mình như vậy. Đâu đó một chiếc xe Honda Grandpa ở đây, sau khi toàn bộ gửi vào trong thành phố Hồ Chí Minh và gửi ra, mất vào khoảng tầm từ 20 đến 25 ngày mới có cho mình những chiếc xe đẹp như thế này. Có các bạn thích để phiên bản vành nan hoa cũng được, hoặc thích lên vành đúc cũng được, thậm chí các bạn có thể nhờ đại lý lên cho nó hệ thống phanh đĩa trước cũng vẫn ok các bạn nha. Đại lý sẽ làm toàn bộ cho các bạn nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Những phiên bản này nó sẽ cao tiền hơn một chút so với những màu sắc sơn zin cũng như những cái phiên bản trang bị vành nan hoa, các bạn có thể lưu ý cho mình một cách cụ thể. Nhìn ngang xe cũng rất đẹp ở đây với những cái logo Olin này, LL này, rồi những cái logo số 46 nhìn cực kỳ thể thao, racing luôn trên cái mẫu xe Honda Grandpa này. Hiện tại đây cũng là một mẫu xe được rất nhiều các bạn trẻ quan tâm trong thời điểm này bởi cái tính thực dụng của nó các bạn nha. Giá rẻ này, rồi mẫu mã đẹp này, thiết kế trung tính này, phù hợp với nhiều lứa tuổi sử dụng này. Trang bị thì điển hình tiên tiến, đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí để các bạn có thể lưu thông trên đường với dòng xe Honda Grandpa ở đây. Mình thì mình hơi đáng tiếc một chút cho cái mẫu xe này là nó chưa được trang bị hệ thống phun xăng điện tử FI. Hiện tại mức tiêu nhiên liệu cũng hơi là cao một chút các bạn nha. Đâu đó vào khoảng tầm 1,9 lít trên 100 km, đây là cái con số đại lý Honda Việt Nam đưa ra. Còn các bạn thực tế đi nó sẽ lên trên khoảng tầm 2 lít trên 100 km. Các bạn có thể lưu tâm lưu ý như vậy. Mặt đồng hồ, các nút chức năng phím bấm trên xe thì vẫn chứa đựng đầy đủ. Loại bỏ đi nút tắt bật đèn pha. Chìa khóa thì 3 trong 1 bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ, khóa yên. Lựa chọn rất nhiều trong những ngày nghỉ lễ vừa rồi với cái mẫu xe Honda Grandpa này. Khách hàng đến tìm mua, quan tâm và lựa chọn rất nhiều trong thời gian vừa qua. Mình thấy rằng cái sức hút của nó không phải ở thời điểm này đâu, mà rất nhiều năm trở lại đây đã được khách hàng quan tâm rất nhiều, làm lên tên tuổi của Honda ở thị trường xe Việt Nam chúng ta. Doanh số bán ra thì luôn luôn đứng đầu trong tất cả những dòng xe số phổ thông đang được bày bán ở thị trường Việt Nam. Các bạn có thể lưu tâm lưu ý các bạn nha. Thêm một góc độ phía bên đây nữa để các bạn có thể nhìn ngắm. Rất đẹp không các bạn? Cái màu cam đen này nhìn chiếc xe rất là mạnh mẽ, đem đến một cảm giác nhìn nó phong cách hơn, lì lợm hơn cho cái dòng xe Honda Grandpa. Ngoài ra màu vàng đen cũng rất đẹp, thậm chí những cái phiên bản màu xám ghi, xám xi măng cũng cực kỳ cuốn hút các bạn nha. Màu sắc sơn zin của xe cũng rất đẹp rồi, các bạn có thể nhìn một chiếc xe phía bên kia đi, một phiên bản màu xanh nhân đậm cũng rất đẹp rồi các bạn nha. Tuy nhiên thì nhiều bạn nào thích phá cách hơn một chút, thể thao hơn một chút, các bạn có thể lựa chọn những phiên bản sơn độ ở đây. Tại trung tâm xe máy xe điện Lai Châu các bạn nha, mình quay cận cảnh trực tiếp để các bạn có thể nhìn ngắm. Với những bạn nào quan tâm đến trực tiếp đại lý để xem xe cho mình, hoặc các bạn có thể thông qua số điện thoại của đại lý 0969188283 sẽ đánh thứ của xe Lai Châu tư vấn cụ thể gửi tới các bạn. Sau đây là bảng giá chính xác chi tiết đến từ trung tâm xe máy xe điện Lai Châu, các bạn có thể theo dõi trên màn hình một cách cụ thể ở đây. Hiện tại mẫu xe Honda Grandpa các bạn đang theo dõi trên màn hình là phiên bản cao cấp nhất, được trang bị nước sơn độ này, rồi kèm theo đó nữa là hệ thống vành đúc các bạn nha.
đang được bán với mức giá bán đã bao gồm thuế VAT và chưa bao gồm đăng ký là 23.300.000 cho phiên bản này. 23.300.000 cho phiên bản này. Các bạn đăng ký ở huyện thêm 900.000 nữa, còn đăng ký ở thành phố các bạn mất thêm cho mình vào khoảng tầm 1.700.000 nữa các bạn nha. Tiền đăng ký nó sẽ cao hơn một chút bởi các bạn phải thay đổi màu sắc sơn xe ở trong phần cà vẹt của giấy tờ, các bạn lưu ý cho mình như vậy. Ngoài ra thì các bạn nào mà thích phiên bản sơ lộ như này mà vẫn hệ thống vành nan hoa, giá chỉ 21.500.000 thôi. 21.500.000 sẽ có cho mình cái hệ thống vành nan hoa như zin các bạn nha. 21.500.000 tiền đăng ký cũng sẽ tương tự. Ngoài ra với những bạn nào quan tâm tới những cái màu sắc sơn zin thì hiện nay giá bán đang cực kỳ giảm hạ sập sàn luôn. Sơn zin với những cái màu sắc như là màu xanh này, màu đỏ này, màu trắng này thì giá chỉ là 18.600.000 đồng. 18.600.000 đồng các bạn nha, các bạn không nghe nhầm đâu, chỉ 18.600.000 đồng mà thôi. Còn phiên bản mà màu đen nhám đặc biệt ấy thì giá bán của nó có cao hơn là 20.900.000 đồng. Ngoài ra đại lý còn một số những cái màu sắc sơn cũ, các bạn lưu ý cho mình nha. Màu sắc sơn cũ hiện nay đang được bán với mức giá bán là 20.000.000. Với những cái màu sắc sơn cũ như màu xanh lam, xanh dương, màu đen bóng vân vân thì giá bán của nó vào khoảng tầm 20.000.000. Các bạn lưu ý cho mình như vậy một cách cụ thể các bạn nha. Đại lý vẫn còn một số những phiên bản sơn cũ nữa, sơn zin cũ các bạn nha, để các bạn có thể lựa chọn trong thời điểm hiện tại. Rất đẹp rồi, rất đáng để quan tâm rồi. Ở miền Bắc thì cũng có khá ít các đại lý có màu sắc sơn lộ như này, không phải là tất cả đại lý đều có cả. Nên ấy, em mình thấy rằng anh em ở Lai Châu ấy vừa rồi cũng đã mua rất nhiều những màu sắc sơn lộ ở đây. Và các bạn có thể theo dõi ở phần đầu video đã thấy rất rõ rồi. Khách hàng cũng quan tâm những màu sắc sơn lộ khá là nhiều bởi nó đem đến những cảm giác thể thao, phong cách mạnh mẽ hơn các bạn nha. Địa chỉ đại lý để các bạn có thể ghé qua tham khảo cho mình, xem xe cho mình, quan tâm cho mình. Đó là đại lý Trung tâm Xe máy Xe điện Lai Châu với địa chỉ 149 đường Trấn Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu các bạn nha. Rất cụ thể, chi tiết như vậy. Hoặc các bạn có thể thông qua số điện thoại của anh Thứ là quản lý của đại lý, mình nhắc lại gửi đến các bạn này. 0969188283 sẽ đánh thứ của Xe Lai Châu tư vấn cụ thể một cách chi tiết về mẫu xe Honda Grand Pha này. Đó là toàn bộ những nội dung thông tin ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn thông qua video này về mẫu xe Honda Grand Pha, đặc biệt là phiên bản sơn độ màu cam đen rất đẹp và cuốn hút. Ngoài ra thì những cái phiên bản sơn zin mình đã quay khá nhiều video rồi. Các bạn có thể vào với kênh Top 5 hoặc kênh Shop nhé để tham khảo thêm cho mình những cái màu sắc sơn zin với giá bán rẻ hơn so với màu sắc sơn độ ở đây. Đó là toàn bộ nội dung như vậy. Cảm ơn rất là của mình. Nếu hay các bạn nhấn like này, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Giá Sốc các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.